siêu lên. Wow. Vladimir. Vladimir xuất hiện. Đúng là một ván thi đấu mang tính chất thủ tục và cả hai đang có những lượt ban pick cảm giác là thoáng tay khá là nhiều. Đối với Kana thì anh ta quyết định lựa chọn Kana không đứng trên, nhưng Dudu lại đưa ra một câu trả lời khác với sự xuất hiện đến từ Vladimir. Một đội hình mà nếu như vượt qua dạng đi đường với một khoảng cách chênh lệch tiền chấp nhận được dành cho phía hai Wild Sport thì đây đúng là một đội hình siêu lết. Họ có những vị tướng skill lết cực kỳ khủng khiếp, với khả năng băm bổ vào đến từ Vladimir, khả năng cấu diệt tầm xa đến từ con bài Kai'Sa, khả năng mở giao tranh đến từ Vista với Nautilus. Trong khi đó thì cái khả năng ép giao tranh của Nomad Red Frost để hạn chế cái khả năng cấu diệt tầm xa của đối phương cũng sẽ có, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ hơi hạn chế một chút. Lee Sin của Onfix sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong ván đấu này, thì anh ta sẽ cần phải kiểm soát cái khả năng tấn công đến từ Viego trong tay của Dread, một người chơi đi rừng mà mặc dù là thành tích của Đông Sim không thực sự quá là ổn định, nhưng anh ta luôn cho thấy được cái khả năng tấn công của mình ở trong giai đoạn ban đầu. Và chúng ta cùng đến với game đấu đầu tiên, cuộc chạm trán giữa Đông Sim Red Fox và Hàng Lai Sport trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2022 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và rất hy vọng quý vị và bạn để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh phát sóng cũng như giải đấu thuộc bản quyền Box Sport. Anh ta đang không có thái dựa sàn, có thanh tẩy thiết định kiếm trượt, lưu đạn ba hỏa đặt ra khép góc, sứ giả vẫn đang là trong tầm tranh chấp và nó còn lại khoảng chừng 2.000 máu. Pha đánh xuống, cú trừng phạt tốt hơn đến từ bên phía của Đông Sim Red Frog, cú độ lồng cước đẩy đối phương ra. Dudu tung máu độc nhưng anh ta mất máu nhiều quá, anh ta vẫn có khả năng hút máu lại được và phát tốc đến dứt điểm đến từ Dread, nhưng đó là cú sông âm bị che bởi Vider. Người nằm xuống đầu tiên là vị trí của Dread đang quăng gỡ mạng gục đến từ bên phía của hàng của Lightspot, nhưng họ có gỡ đây không? Đây Dread nhặt xác liên tục và anh ta tiếp tục rút ra được với một chấm máu. Kana băng thẳng lên, một pha bùng lồng với tốc tiến đến từ vị trí của Ghost, và đó là bốn mạng gục dành cho bên phía Đông Sim Red Frog cộng với con sứ giả. Đông Sim Red Frog, Kana cũng làm rất ổn với bao sấm sét khi bảo kê đồng đội một cách khá là ổn định. Đông Sim chỉ mất một người, đó là BD trong phạt di chuyển và tấn công vừa rồi của họ và giúp cho họ có được con sứ giả đầu mà thôi. Dòng đầu sẽ được kiểm soát ngược hướng trở lại đến từ bên phía của Hangola Esports, một tình huống trả miếng tương đối là nhanh đến từ Onflick, nhưng vẫn đang là ưu thế dành cho Đông Sim Red Frog ở phút thứ 11. Đó vẫn là một lớp trụ nữa mà Đông Sim khai thác được, và bây giờ thì họ muốn gọi luôn con sứ giả để tấn công một cái trụ, nó sẽ bể ngay lập tức với trụ một toàn bản đồ cho Đông Sim Red Frog bằng 5 lớp trụ. Và đây rồi, khi mà một Ahri đã lấy được trụ một của Kai'Sa thì BDD sẽ có những khoảng trống di chuyển và áp lực sang hai đường cánh. Quan trọng là anh ta cùng với Dread sẽ áp lực cánh nào. Họ đang lựa chọn cánh trên của Dudu làm mục tiêu hướng tới trong tình huống này, khi Ghost đang cần về nhà để giải phóng lượng tiền trên người của anh ta. Online Sport hình như không nghĩ như vậy. Họ đang muốn tranh cướp đối phương thì phải, Kana chỉ còn được cái máu sau tình huống chi trạng ở cánh trên tốt đến từ Dudu. Và Nông Sim quyết định là bỏ. Họ sẽ không muốn ăn con sứ giả này quá sớm bởi vì Online Sport đang di chuyển tốt hơn và Ghost đang ở cánh dưới. Để xem là quyết định đến từ cả hai sẽ là như thế nào. Và Dread quyết định chạy thẳng xuống đường dưới luôn. Anh ta sẽ quyết định ăn con rồng và bỏ qua con sứ giả khi xác định là mình sẽ không cạnh tranh con sứ giả với đối phương để tạo khoảng trống cho Ghost khu đường dưới. Đây sẽ là cái trụ thứ hai cho bên phía của Đông Sim Red Frog trong ván thi đấu này. Để xem con sứ giả sẽ mang lại cho Hang Life Esports được một cái thứ gì đó gỡ gạc hay không. Mục tiêu họ hướng tới có thể sẽ ở trụ một khu đường trên. Nó đã bị tấn công bởi Karis và còn lại khoảng chừng nửa cây máu. Đó có thể là một trụ trong phía Hang Life Esports, trụ đầu tiên cho họ trong ván thi đấu này. Còn Kana thì lượng tầm nhìn đã đủ để chúng ta ít nhất là không quá liều thân trong việc giữ lại các trụ khu đường trên. Kế bên anh ta đang là cả Peter nữa. Thậm chí là Onflick tiết kiệm được con sứ giả để hướng nó tới một khu vực trụ khác. Tên lửa đạn đạo từ xa đến từ Samdi, nó không trúng vào người Kana. Nhưng có vẻ đây sẽ là họ nghĩ rằng đây sẽ là một cái bản đồ dòng giá trị, và họ không muốn để mất đi con rồng thứ hai của bản đấu vào tầm kiểm soát đến từ bên phía của Hangolai. Và Kana có thể gặp nguy hiểm trong pha này. Cú đá không quá đẹp đến từ vị trí của Onflick, nhưng anh ta vẫn lao theo được với lượng sát thương tương đối lớn đến từ Dudu với máu độc. Kana có nằm xuống hay không? Đây, tốc biến được đầu tư đến từ Onflick. Kana cuối cùng đã nằm, nhưng Dudu có thể sẽ phải trả mạng cùng với lại vị trí của Onflick trong tình huống này khi Dread và B tiếp cận. Pha phản công với tình huống di chuyển khá nhanh của Dread cộng với cú di chuyển đến từ cả BDD nữa. Khá là khó nha. Bây giờ để chạm vào những cái trụ bột còn lại của Nông Sim Red Fox, như là trụ bột đường giữa hay thậm chí là trụ bột đường dưới, thì họ sẽ cần phải mất thêm một khoảng thời gian để đẩy đường. Đặc biệt là khu vực đường giữa thì Sabi rõ ràng là anh ta sẽ không thể đứng lên quá cao để farm được khi anh ta không có trụ giữa lưng nữa. Hoàn toàn có thể sẽ là một pha mở đến từ Peter với thái dương hạ xa ở tầm xa và những cú bung lông ra tới từ Ghost với một con Saiya sát lực đã hoàn thành xong cho mình Malabun, cũng là một cái yếu tố rất đáng e ngại dành cho người chơi xạ thủ bên phía của Hangwha Esports trong những pha mà anh ta cố gắng cùng với đồng đội của mình tận dụng ưu thế về việc đang sở hữu sứ giả. Cánh trên sẽ là cái trụ thứ ba dành cho bên phía của Đông Sim Red Fox. Ba trụ ngoài đến từ Hangwha đã bị dỡ bỏ bởi Đông Sim ở trước phút thứ 20. Nhưng
Nosy Redford có để cho họ đợi hay không thì lại là một câu chuyện rất khác. Con rồng thứ ba của ván đấu đã được sinh ra rồi, và nên nhớ rằng bản đồ trong ván đấu này là bản đồ rồng lửa. Con rồng này bắt buộc phải bỏ mà thôi. Và Hawaii Sport họ buộc bỏ bằng việc hướng lên cánh trên, cố gắng lấy càng nhiều máu trụ hai ở của đối phương càng tốt. Như vậy là dòng nguyên tố thứ ba ban đầu đã thuộc về cho bên phía của Nosy Redford, còn những áp lực đến từ Onflick cộng với Dudu cũng chỉ dừng lại ở việc tấn công lên trụ 2 và sau đó thì họ rút lui mà thôi. Và không có đủ cơ sở để có thể băng trụ một con Ahri vẫn còn đó phi hồ, còn đó đồng hồ băng trượng. Và vừa rồi là Karik đã đáp được một cú W vào người của Peter. Những con mắt đến từ phía Nosy Redford cắm ra để hạn chế khả năng cấu gì đã bị phá. Và đó là tiền đề tốt đến từ Karik để anh ta có thể... Ui, pha băng lên đến từ Billy và mất máu nhiều quá Samdi ơi. Người nằm xuống đó là vị trí của Vista. Những nỗ lực để rút lui đến từ bên phía Hawaii Sport, liệu rằng có được hay không khi Dudu bị móc ngược trở lại. Cú hôn gió trượt đến từ Billy khi mà Dudu đã chủ động tốc biến để né nó đi. Và rõ ràng là Nông Sim đang không muốn cho đối phương cấu gì. Họ đang có những cách để mở giao tranh và họ mở giao tranh rất hiệu quả bằng tình huống băng lên của Billy. Đó là đột biến mà còn một con Ahri cần phải làm ở trong giai đoạn này của ván đấu, khi mà BD anh ta phi hồ lên hôn gió thành công với cú băng trượng để có thể gần như ngay lập tức khiến cho Samdi mất thanh tẩy và phải lùi về với một lực máu thấp. Vista trong những nỗ lực bảo kê đã phải lấy bảng điểm số với một pha vây bắt từ các thành viên còn lại của Nosy Redford. Còn ở hướng ngược lại thì pha phản công đến từ bên phía của Hawaii Sport thì nó không thực sự quá là tốt, với việc là Onflick anh ta chọn mục tiêu với cú insect của mình, với cú nộ long cước của mình, lại là con Leona rất trâu đấy từ Peter vẫn còn nhận thực. Và Peter anh ta đơn giản là sử dụng tốc biến lùi về vị trí an toàn thôi, mất thêm một cái tốc biến nữa đến từ vị trí của Dudu để tránh đi một pha hôn gió tiếp tục chuyển sang nữa đến từ đường giữa của Nosy Redford. Còn đây là pha solo kill đến từ Kana, có thể sẽ phải lấy bàn điểm số đến từ Dudu trong tình huống này. Sức rất kịp thời, nhưng kể cả là kiệt sức thì vẫn sẽ là solo kill dành cho đường trên của Nosy Redford. Với việc băng vào đến từ một con Vladimir và cùng máu độc của Dudu, Hawaii Sport vẫn đang ở thế khó, họ vẫn đang cần phải chờ đợi Karis vẫn chưa đủ đồ đâu. Tôi tin là như vậy, cần phải thêm một món nữa ít nhất là như vậy để Karis anh ta cụ thể hóa với những cú tiên truy kích chính xác. Nhưng vừa rồi là một cú W chuẩn xác để nhắm vào vị trí của Red, bắt buộc liều nào của Peter phải treo để phát thứ hai. Còn BD ở trong pha hiếu này anh ta gặp nguy hiểm, cú hôn gió của anh ta không tìm đúng địa chỉ, nộ động cước bắt buộc phải sử dụng đến từ vị trí Onflick để đá văng con Kennen với bão sông xét của Kana ra khỏi đội hình của mình. Hawaii Sport đang có thế ở khu vực đường giữa và họ sẽ có được trụ một ở trong tình huống đẩy này. Bây giờ thì bên phía Hawaii có thể ép ngược trở lại Baron. Kennen đã mất chiêu cuối, Ahri cũng đã mất chiêu cuối. Những gì mà Hawaii mất trong tình huống vừa rồi là một pha nộ long cước đến từ Onflick và thêm cả cú tốc biến móc vào tường đến từ Vista. Đối phương đang bị mất khá nhiều tầm nhìn quanh khu vực này. Hawaii liệu rằng có muốn mạo hiểm hay không, bởi vì Jinx của họ đã có vô cực. Con Jinx của Sabri đã có đủ DPS để ăn Baron rồi nha. Nosy Redford đang không có tầm nhìn nhiều, họ vừa dùng một cái thấu kính để check tầm nhìn, họ biết đối phương đang ăn. Nhưng bây giờ thì lượng thông tin đó đang không có đủ để Red có thể tiến ra kịp. Và đó sẽ là Baron cho phía hàng online, quan trọng là sau Baron họ có về được hay không. BDD đang không có nhiều áp lực lắm vì anh ta không có phi hồ, và anh ta cũng không có đủ sức để giữ chân bên phía của hàng online lại nữa. Một con Baron rất giá trị cho bên phía hàng online. Lúc này họ vừa có được lượng tiền đến từ nó, họ vừa khiến cho bên phía Đông Sim vừa mất đi một công cụ để kết thúc ván đấu sớm. Mặc dù vẫn chênh lệch tới 6.000 tiền đến từ phía của Nosy Redford, nhưng chúng ta đã nói quá nhiều về câu chuyện đội hình đến từ bên phía Hawaii Sport, họ mạnh đến như thế nào về dạng đất game. Còn Nosy thì đang phạm phải những sai lầm liên tục để mất đi những cơ hội của mình trong việc kết thúc ván thi đấu này. Dòng nguyên tố thứ tư cho bên phía của Nosy cũng sẽ không có, họ hoàn toàn mất kiểm soát quanh khủng hàng rồng. Những con mắt cắm ra đến từ Hawaii Sport ở tại khu bùa đỏ nhà đối phương là những con mắt giúp cho họ khép hoàn toàn những đường ra rồng của Nosy Redford. Những gì mà Red đang cố gắng làm là hỗ trợ cho Ghost trong việc đẩy tại cánh trên. Không còn gì tại rừng đối phương để cướp cả. Và đây là tình huống mà Onflick tiếp cận, gây áp lực dành cho Kana, tạo khoảng trống cho hai xạ thủ của họ có được cái trụ thứ hai khu vực đường dưới của đối phương. Đó là cái trụ thứ tư dành cho Hawaii Sport trong ván thi đấu này. Và họ đang tiếp tục tận dụng thêm một lợi Baron với hai con xe để áp sát. Onflick bị làm choáng, anh ta còn hộ thể để rút ra. Kennen của Kana đang bắt đầu vào vị trí góc rất đẹp để Kana có thể áp. Nhưng anh ta quyết định chưa vào vội, và đây là một tiếng anh ta không quyết định đầu tư tốc biến mà đang chờ. Anh ta đang chờ thêm một người nữa xuất hiện, đó chính là BDD. Onflick cắm mắt ra, anh ta phát hiện ra vị trí của BDD. Và cú hôn gió đến từ BDD cũng lại là một cú hôn gió khá vô trách nhiệm. Và như vậy là cơ hội tấn công trên phía Nosy Redford đã trôi qua. Họ vẫn đang bị cấu rỉa rất đau bởi một con Kai'Sa đã đến ngưỡng sức mạnh của nó rồi. Nhưng Onflick đang gặp nguy hiểm, anh ta đang bị dồn sát thương và hiệu ứng rất yếu đến từ đối phương. Onflick vẫn sống một chấm máu. Còn bên phía này thì Peter anh ta không may mắn đến như vậy. Lên bảng điểm số, Dudu anh ta có máu độc nhắm thẳng vào vị trí của BD và sắp đi lướt khung phòng lên hạ khu vực đường giữa của đối phương. Hai mạng dành cho bên phía của Hanwha Esports, và Onflick vẫn sống.
Điều này đồng nghĩa với việc là Hang Lai vẫn có thể đẩy được. Còn bên phía bên kia thì sao đây? Nông Sim đã mất hai người, vẫn còn Ghost và Kana còn bão sấm sét với một con Kennen. Nhưng liệu với ba người này có chống được pha đẩy bốn người của Hang Lai Esports hay không đây? Dudu đang ở khu vực đứng giữa. Nông Sim đang thi đấu một cách rất rời rạc. Pha dồn sát thương của họ không đủ để khiến cho bên phía của Optic gặp nguy hiểm. Nhưng đây là một tình huống làm choáng thành công. Nhưng người gặp nguy hiểm lại là vị trí của Red. Khi mà anh ta tỉnh đồng hồ dậy thì sẽ dính bẫy của Sam đi. Và hưng phấn được kích hoạt đến từ xạ thủ bên phía của Hang Lai Esports. Anh ta đang muốn tràn lên cùng với một con Vladimir cực kỳ mạnh mẽ đến từ vị trí của Dudu. Nhưng vẫn chỉ đơn thuần là một thêm một điểm hạ gục nữa dành cho bên phía của Hang Lai Esports. Và thôi, Kana còn bão sấm sét. Anh ta muốn lại ở đây đây, muốn bắt Dudu nhưng có được hay không đây? Còn đó cho mình bẻ máu đến từ Dudu để anh ta câu giờ. Có đồng hồ nữa. Đợi đồng đội tới và khả năng cầu kéo tốt đến từ đường trên bên phía của Hang Lai Esports. Nhưng không, một cái thái dương hạ sàn chỉ thẳng đầu và điểm hạ gục dành cho đường trên của Nông Sim. Liên tục là những tình huống trao đổi mạng và tôi cảm giác như Hang Lai vẫn đang là người lời hơn. Đội hình không có nhiều khả năng hồi phục đến từ bên phía của Nông Sim Force. Họ có thể sẽ lãnh chịu rất nhiều những sự thua thiệt trước thềm giao tranh nếu như Karis làm tốt với những tình huống tiền truy kích của mình. Họ cũng đừng quên rằng Samdi cũng đã có được 4 đồ lớn về chí mạng. Và bằng quà đó lại là một tình huống tiếp cận đến từ Omfix, nhưng anh ta bị hớ rồi. Cú chiêu cuối đến từ Ghost hoàn toàn từ chối tình huống mở vừa rồi đến từ Omfix. Omfix nằm xuống, nhưng Peter trong những nỗ lực đâm sâu của anh ta cũng đã phải trả giá. Kana tiếp cận ở bên phía cánh phải, anh ta bị lộ vị trí, anh ta bật máy quét của mình lên. Tốc biến đồng hồ và cả chiêu cuối đã sẵn sàng đến từ Kana, nhưng anh ta chưa vào được. Một đổi một đến từ cả hai bên. Nhưng đổi như thế này thì Hang Lai lỗ, bởi vì họ vừa mất rừng. Kana tốc biến thẳng đối phương với một cú chiêu cuối rất đông thành viên đối phương. Anh ta ép tốc biến của cả hai xạ thủ của Hang Lai Esports và mở ra một tiếng giao tranh thắng cho bên phía của Nông Sim Red Frost. Khi mà không có con Lee Sin của Onfix trên bản đồ nữa thì rõ ràng là Kana anh ta rất tự tin với những cú tốc biến lao thẳng vào cùng một con Kennen với bão sống xét để có thể áp sát các từng vị trí carry của Hang Lai. Vừa rồi là Karis và Sabi đã phải đầu tư hai cú tốc biến để có thể lùi về được. Cái lời đả đảo siêu khủng khiếp nó chưa chính xác. Samdi có thể gặp nguy hiểm trong pha này, rất tỉnh táo, đặt luôn cho mình cạp cạp để có thể chết gụi, sau đó di chuyển cùng đồng đội. Red không có sát thương nhiều lắm. Đã có huyết kiếm đến từ Samdi và anh ta có khả năng hút máu lại rất là tốt. Mặc dù anh ta không có tốc biến nhưng rõ ràng một mình Red là không đủ. Cú W đến từ Karis này trúng nhưng Ghost chưa mất đi quá nhiều máu của mình. Họ vẫn đang có được lượng tầm nhìn rất lớn trong khu vực bùa đỏ nhà đối phương để có thể tiến ra con Baron thứ hai ở ván đấu này. Và chưa kể đó là bên phía Hang Lai Esports hiện tại họ đang chưa có hỗ trợ. Vista đang ở nhà đi ra và đó là một khoảng thời gian khá dài bên phía Hang Lai Esports sẽ bị thiếu lượng tầm nhìn của mình. Liệu rằng Omfix có đủ xuất sắc trong việc cạnh tranh trừng phạt 50-50 với đối phương không? Thấy cú hôn gió trúng và đó là cầu đi cầu về đến từ BDD. Ngay lập tức Dudu mất cho mình 80% máu rồi. Kana di chuyển ra khép góc, anh ta bị dính móc nhưng anh ta còn đồng hồ. Anh ta không có kịp cho tình huống này và băng vào đến từ Dudu với máu độc ba người. Anh ta rút ra ngược trở lại với một lượng máu hồi lại. Red tiếp tục quẩy với nội tại của mình nhặt lại và anh ta cú móc, anh ta móc trượt và lên bàn đếm số rồi. Omfix cũng đã phải trả giá nhưng Samdi đang bắn free, anh ta có double kill. Anh ta lướt phong linh của mình lên một tiếng trội lông vũ kết hợp tốc biến rút lui đến từ Ghost. Họ giữ lại được hai bộ lợi Baron trên người của Ghost cũng như BDD sau tình huống vừa rồi. Cú W chuẩn xác được hồi chiêu khoảng thời gian rất là nhanh. Đây là một pha mà đang muốn mặc của từ Nông Sim Red Fox. Đối phương có Baron nha, đối phương phá nhà nhanh nha. Ui, Hang Lai làm cái gì thế này? Thôi xong. Thế thôi hả? Bản năng sát thủ. Không, Karis nằm rồi. Và Nông Sim Red Fox sẽ có được chiến thắng với việc là họ đang đánh nhà. Đánh nhà với Ghost đang đánh nhà. Ui. Và trận đấu kết thúc bằng một cái tín hiệu đổi nhà rất khó hiểu đến từ bên phía của Hang Lai Esports. Họ muốn tiến ra khu vực rồng ngàn tuổi nhưng đối phương có Baron và đẩy ở hai cửa.